Mình xin chào cả nhà và các bạn nha. Chúc cả nhà và các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi săn ong nữa cả nhà. Bây giờ em mình đang lội hướng ở trong đó. Giờ mình thì mình đang chuẩn bị đi chen qua phai mì qua bên cái cục bên đây. Trời quá trời cây nó bịt hù quá, cũng ớn ớn. Thôi để bây giờ để mình nào mình tìm có tổ thì mình quay cho cả nhà và các bạn cùng xem luôn nha. Chứ giờ đi vô đây sợ nó khó đi quá, ở đây nó ong rẻ dữ lắm. Bữa nào có mình quay cho cả nhà và các bạn xem nha. Cả nhà này mình giờ tới đây cũng phát hiện được tổ đầu tiên này nha cả nhà. Đi nãy giờ quá trời mệt mỏi luôn. Ổ này đóng ngoài ngoài đường, ổ này sắp đóng chừng khoảng cỡ theo mình nghĩ chắc chừng 10 ngày, 10 ngày có hơn, ngay cái đường đi luôn. Tổ ong nằm đây nè. Này anh em nào dậm đây lên hơi thử chưa không biết đây nha. Tụi ông này chắc có tàn rồi mà không biết có mật không, không biết mấy hai bữa nay bên mình chỗ mình mưa quá mưa luôn. Để em mình giờ bó đuốc xong rồi mình lên nha, mũi quá mũi. Bây giờ mình sẽ lại lấy nha cả nhà, lại hốt nha. Không biết mật mẹo sao đây nữa, mình cũng không rành đây. Giải có mật đi. Giờ kiếm mấy giọt mật khó lắm cả nhà, mùa mưa này không phải dễ kiếm. Máy này bị mát mát chịu vậy đó. Nghe thấy không? Mà cũng không được nhiều mấy nha. Chỗ này tải mới về á. Chỗ này chắc thì về chắc dừng khoảng cỡ 10 ngày nữa nha. Tại mình không cắt đó, anh em ta cũng cắt nè, tại vì ngay đường đi nè, mình không có dưỡng là được. Giờ cắt luôn cả nhà. Gì thì ngon rồi. Thành quả nè cả nhà, chắc nửa lít cả nhà, thành quả nè, chắc nửa lít có hơn nha cả nhà. Giờ em mình lại đây hơi ổ kế bên luôn nè cả nhà. Ổ này cũng hơi nhỏ, đóng, hai ổ đóng kế bên luôn. Cho em mình lên nha. Đó. Nãy là mình lấy ở đằng kia, cái tổ mình đang cầm nè là mình lấy ở đằng gốc bên đó. Ổ này đóng ngay đây, ổ này nhỏ quá, thôi để cho em mình lấy đi. Mệt à, đi hốt không mệt mà lội đi kia đi kiếm ở nhà mệt lắm nha. Khi kiếm được ổ khó khăn, bị sáng thấy ổ mà bị anh em ta lấy. Ổ này mình thấy nói chung cũng 10 ngày rồi có, mà mình để lại ngay đường đi á, tại bọn mình cũng mới về rồi bữa nay bên em mình tiến hành đi cắt luôn, cả nửa lít có hơn đó nha.
ba sĩ rồi không tới, nhưng mà cả hai sĩ mấy được. Thôi giờ mình đi tiếp nha cả nhà, chờ em lấy cái tổ đó xuống coi coi sao. Bây giờ anh em đi tới đây cũng gặp được tổ thứ hai rồi nè cả nhà. Tổ thứ hai nó nằm trong cái lùm keo nhỏ này, nó núp lùm ở trong đây nè. Mà cái tổ này thì mình không thấy bầu mật cũng gu nha, tổ này thì cũng cũng to chứ không có nhỏ, cũng vừa tương đối chứ không có nhỏ. Còn cái tổ nãy ngày mình lấy cái tổ nhỏ đó kế bên cái tổ nãy mình lấy, mà vậy mà không có miếng mật nào luôn. Đây thì chá nắng không thấy rõ. Em mình đang giờ đang bó đuốc để mình quay cho cả nhà xem cái tổ ong. Đóng cây nhỏ xíu thôi nha, giờ nó cong xuống gì luôn, giờ không biết sao giữ lại được đây. Chắc bây giờ để cho ngày mình lên để mình quằn xuống thử rồi có giữ lại được không nha. Với thế này sẽ khó lấy rồi, lấy thì dễ nhưng mà muốn giữ lại cái tàn á, mình muốn giữ tổ lại á thì chắc thấy hơi khó quá, cây quá nhỏ đi mà nó cong lên trên đó luôn. Cây tới đó là đầu tổ ong đóng đầu cong xuống rồi. Để mình chút mình gắng cố gắng mình giữ là tổ lại thử nha, đặng cái gì kỳ sau còn có thể lấy được. Rồi bây giờ mình đợi em bó đuốc xong là mình lên mình lấy nha cả nhà. Bây giờ hai anh em mình sẽ tiến hành lên một lượt lượt luôn nha cả nhà, tại vì cái cây này không một người lên là lấy thì nói chung lấy rồi tổ này là rất là dễ, mình chỉ cần lên hạ cái là xong, mà mình lên ngay cái cản ba đó cả nhà, đó mình hạ cái gì là xong à, nhưng mà mình muốn giữ cái tổ này lại á. Thôi bây giờ để hai anh em mình tiến hành lên một lượt luôn đặng mới giữ được, gắng cố gắng hết sức giữ cái tổ này lại. Mật mẹo sao đây không biết mà thấy. Ok. Đấy chưa? Đấy à. Đấy lên đi. Giùm tiến hành lên nha cả nhà. Cái khô không, không có nhánh từ 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 từ, từ. Nó lắc rồi đó. Nó chừng luôn. Ây da. Cày lắc quá. Khoan đi Quy, từ từ đi Quy. Mình lên lắc bên đây luôn à. Dạ. Tủ nó sẵn của mình phòng ta. Tay gửi tay. Khó quá. Chờ mình chút mình được không? Sao mình cũng đi còn mật nó bự mà không biết sao mật mẹo sao thôi. Rồi 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 mình ngã vô đây rồi cả nhà ơi, bỏ quá cái ca này giống khô quá vậy, lắc lắc rồi bỏ bằng mật quá trời luôn. Trời ơi khô bên đây rồi. Bên kia
đưa đây, đưa rút đây, thử rồi đưa tay cho kéo qua. Khô rồi cái nhà ơi, bộ mặt quá trời bự luôn cơ, hả? Kéo qua đây, đưa tay đi kéo qua. Rồi, lấy lấy cắt đi. Trời mới đi không sao đâu. Miếng mặt thành bao. Miếng hả? Biết nào nó bơm trời. Bỏ hả? Bỏ đi. Thôi thì mình bỏ cái nhà. Con miếng mặt à. Hả? Ai gớt? Bộ mặt tốt ghê luôn chứ. Bộ mặt quá trời ngon luôn mà bộ mặt bự lắm cả nhà, mà không có miếng mặt nữa. Biết mình lên lắc với cả nhà thấy không? Rồi nay mình xuống luôn rồi. Rồi. Bây giờ mình đi tiếp nha cả nhà. Có thì mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi mệt leo cái đó nó mệt cả, nó lắc. Anh em mình giờ tới đây cũng được gặp được tổ thứ ba này cả nhà. Tổ thứ ba đóng cũng thấp. Quay. Tổ đóng ngay cái tay mình chỉ á. Bây giờ để nghe mình bó đuốc xong lại hơi luôn nha. Tổ này có anh em nào cắt trước một dao rồi. Bây giờ mình lại mình thử coi không biết nó có mật không đây. Thấy bầu mật thì cũng gu lắm nè. Tổ nó cũng nhỏ hả cả nhà, không có lớn. Mà tại thấy gần quá thì mình lấy lụm luôn chứ. Còn mặt nó cũng ru. Giờ đấy em mình lên hái nha. Lên đuốc nha. Đây đây, đi đưa rút đây, qua cho quên. Đây. Từ từ lên. Đầu đó để bên đây nè. Để đây nè. Ừ đó đó, đó mới lên đó. Cô rồi. Cô không? Được biết. Hút mật lại rồi. Mưa mấy bữa nay mà. Ké không? Chăm con thương. Bỏ mẹ lại đi. Có miếng mật nữa nha. Bây giờ để cho mình cho để cho nó nở luôn nha. Nó đang chăm con vô thêm á. Rồi. Rồi. Rồi để cho nó nở thôi, cho nó thành tổ bự luôn. Giờ anh em mình đi kiếm tổ mới thêm. Giờ mình đi tiếp đi cả nhà.